Một phụ kiện mà lúc nào cũng nằm trên cái bàn làm việc của mình đó là cái này. Cái này giá chỉ bằng hai cốc trà sữa thôi nhưng mà có rất là nhiều thứ trong đây. Ở đây mình có đồng hồ và có cả cảm biến đo nhiệt độ, lâu lâu nó sẽ hiện nhiệt độ ở trên đây. Ở trên đây mình có hai mode là cả đồng hồ báo thức. Rất là xịn sò. Ở bên hông mình có một lỗ sạc và một khe cắm thẻ nhớ. Ở trên thì mình có những cái nút chuyển, như ở đây là nút chuyển bài nè, rồi set thời gian on off. Và mình có nút mờ là chuyển mode. Đây là mode Bluetooth. Đây là FM, nghe đài FM nha mọi người. Lock mode. Cái độ lock mode này là chỉ làm đồng hồ thôi nha. Làm đồng hồ thì mình có thể sử dụng lên tới hơn một tuần. Về chất âm thì con này vừa đủ nghe thôi. Bởi vì hãng nó bỏ rất là nhiều chức năng trong đây rồi. Với lại giá rất là rẻ. Cái loa này có hai màu đó là đen và trắng. Thì mình có thể sử dụng làm decor nha, hoặc là nghe nhạc cũng được, hoặc là để làm đèn ngủ cũng ok. Và nếu anh em nào mà muốn tặng quà sinh nhật cho người khác mà chưa biết mua cái gì á, thì mình thấy cái này rất là đẹp và dễ thương. Cái này có hai màu trắng và đen cho anh em chọn lựa nha. Nếu các bạn thấy ok thì hãy nhấn vào cái link TikTok shop mình đã sát bên nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.